Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. Rốt cuộc thì cuộc đời con người theo đuổi điều gì? Kính thưa quý vị, có bao giờ quý vị và các bạn tự hỏi mình câu hỏi rốt cuộc cả cuộc đời chúng ta theo đuổi điều gì? Hôm nay xin mời quý vị cùng nghe hai câu chuyện, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng giúp quý vị trả lời câu hỏi cả cuộc đời con người rốt cuộc theo đuổi điều gì? Câu chuyện thứ nhất. Tại một thị trấn nhỏ của nước Anh, có một chàng trai kiếm sống bằng cách hát song trên đường phố. Cũng ở khu đó, có một cô gái người Hoa rời xa gia đình đến đó để làm thuê. Cả hai thường đến một nhà hàng nhỏ để ăn cơm. Sau nhiều lần gặp nhau, họ đã trở nên thân thiết. Một ngày, cô gái người Hoa nói với người thanh niên: "Đừng đi hát song nữa, hãy làm một nghề nghiệp gì đó đi. Tôi giới thiệu cho anh đến Trung Quốc dạy học. Ở đó, anh hoàn toàn có thể kiếm được nhiều tiền hơn công việc hiện tại." Người thanh niên nghe xong, lúc đầu còn có chút bất ngờ, sau đó mới hỏi lại: "Chẳng lẽ công việc hiện tại của tôi không phải là một nghề nghiệp ư? Tôi thích nghề này, nó mang đến cho tôi và những người khác niềm vui. Có gì là không tốt chứ? Tôi cần gì phải đi sang nghìn trùng, vứt bỏ người thân, vứt bỏ gia đình, đi làm công việc mà tôi cũng không thích. Ở bên nước Anh, bất kể người già hay trẻ nhỏ, họ đều ngạc nhiên. Họ không hiểu được tại sao chỉ vì để kiếm thêm được một chút tiền mà phải vứt bỏ người thân, từ bỏ hạnh phúc. Có cái gì đáng giá vậy? Ở trong mắt họ, gia đình đoàn tụ, bình yên, an ổn, đó mới là hạnh phúc nhất. Mọi người trong thị trấn nhỏ này đều cảm thấy rằng cô gái này quá là đáng thương. Câu chuyện thứ hai. Một thương nhân người Mỹ ngồi trên bến tàu của một làng chài nhỏ trên bờ biển Mexico, xem một ngư dân Mexico đang chèo chiếc thuyền nhỏ cập bến. Trên chiếc thuyền nhỏ có một vài chiếc đuôi cá đại hoàng và vây cá ngừ. Vị thương nhân người Mỹ này khen ngợi người dân Mexico bắt được loại cá có giá trị cao như thế. Ông hỏi người ngư dân: "Anh đã mất bao nhiêu lâu để bắt được số cá đó?" Người ngư dân Mexico trả lời: "Chỉ một lát là bắt được từng đó rồi." Vị thương nhân lại hỏi: "Thế tại sao anh không nán lại lâu hơn một chút để bắt được nhiều cá hơn?" Người ngư dân Mexico cảm thấy không cần làm như thế, liền nói: "Số cá này là đã đủ cho người nhà tôi dùng rồi." Vị thương nhân người Mỹ hỏi: "Như thế thì thời gian trong ngày của anh còn rất nhiều. Anh làm những việc gì?" Người ngư dân Mexico giải thích: "Tôi à? Mỗi ngày ngủ đến lúc hết buồn ngủ mới dậy, ra biển đánh bắt mấy con cá, sau đó trở về nhà chơi cùng các con, rồi ngủ trưa cùng vợ. Lúc hoàng hôn đến, cùng với anh em uống chút rượu, chơi đàn guitar. Cuộc sống của tôi trôi qua vô cùng tốt đẹp." Thương nhân người Mỹ cho rằng như thế là không tốt. Ông liền nghĩ kế giúp người ngư dân. Ông ta nói: "Tôi là thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường đại học Harvard. Tôi có thể giúp anh bận rộn hơn. Mỗi ngày anh hãy dành nhiều thời gian đi bắt cá hơn. Đến khi đó, anh sẽ có tiền để mua một chiếc thuyền to, to hơn một chút. Đương nhiên là anh sẽ bắt được nhiều cá hơn nữa. Anh lại mua được một chiếc thuyền to hơn nữa. Sau đó, anh có thể có được cả một đoàn thuyền đánh cá." Ông nói tiếp: "Đến lúc đó, anh không cần phải mang cá đi bán cho người buôn cá, mà trực tiếp bán cá cho cơ sở chế biến cá. Sau nữa, anh có thể mở một nhà máy chế biến đồ hộp. Như thế anh có thể kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất, gia công, tiêu thụ. Sau đó anh có thể từ bỏ làng chài nhỏ này, chuyển đến Mexico, lại chuyển đến Los Angeles, và cuối cùng là đến New York. Ở đó, xí nghiệp kinh doanh của anh sẽ không ngừng phát triển và mở rộng." Người ngư dân Mexico hỏi: "Điều này phải mất bao nhiêu thời gian đây?" Vị thương nhân người Mỹ trả lời: "5, 15 đến 20 năm. Người dân Mexico lại hỏi: "Vậy còn sau đó thì sao?" Vị thương nhân người Mỹ cười lớn và nói: "Sau đó thì anh có thể ở nhà làm hoàng đế. Thời cơ thích hợp, anh có thể đưa cổ phiếu ra thị trường, bán cổ phần của công ty anh cho dân chúng. Đến lúc đó, anh sẽ giàu có đấy. Anh có thể có vài tỷ đô la tiền lợi nhuận." "Thế tiếp sau đó nữa thì sao?" Vị người Mỹ nói: "Cho đến lúc đó, anh có thể nghỉ hưu. Anh có thể đến bờ biển của làng chài nhỏ này mà sinh sống. Mỗi ngày ngủ đến lúc tỉnh mới dậy, ra bờ biển bắt vài con cá,
chơi cùng các con, lại cùng vợ ngủ trưa. Lúc hoàng hôn, lại cùng anh em trong thôn uống chút rượu và chơi đàn guitar. Người ngư dân Mexico nghi ngại nói, tôi hiện tại chẳng đúng là đang như thế sao? Gia đình hòa thuận, cuộc sống yên bình, chẳng phải đã là một loại thành công và hạnh phúc sao? Tiếp theo là 18 chân lý sống giúp bạn vượt qua sóng gió cuộc đời. Cuộc sống có những chuyện phải trải qua mới trưởng thành, có những nỗi đau phải kinh qua mới có thể hiểu thấu. Dưới đây là 18 chân lý được đúc kết lại, có thể giúp bạn vững vàng bước qua những sóng gió cuộc đời. 1. Nếu ai đó khiến bạn tổn thương hết lần này đến lần khác, thì hãy xem họ như một tờ giấy nhám. Chúng chà sát và gây đau đớn cho bạn, nhưng cuối cùng bạn sẽ trở nên sáng bóng và họ chỉ là một tờ giấy bỏ đi. 2. Khi đói, bạn có miếng bánh, bạn hạnh phúc hơn tôi. Chia đôi một nửa, đó gọi là huynh đệ. Chia cho tôi 2/3, đó chính là người yêu. Chia cho tôi tất cả, đó là ba mẹ. Nhưng giấu miếng bánh đó đi, bảo rằng tôi cũng đói, đó chính là xã hội. 3. Hãy để quá khứ ngủ yên và nó sẽ không làm phiền đến hiện tại. 4. Người ta nghĩ gì về bạn không liên quan gì đến bạn. 5. Thời gian có thể hàn gắn gần như mọi thứ, vì thế hãy cho nó thời gian. 6. Chẳng có ai là lý do hạnh phúc của bạn cả, trừ chính bản thân bạn. 7. Đừng so sánh cuộc đời mình với người khác, bạn đâu biết họ phải trải qua những gì. 8. Đừng nghĩ quá nhiều, biết hết mọi câu trả lời không phải lúc nào cũng là điều tốt. 9. Hãy cười lên vì bạn đâu phải lãnh trách nhiệm cho tất cả vấn đề trên thế giới này. 10. Có 3 loại người mà chúng ta luôn phải ghi nhớ. Người giúp đỡ ta trong lúc khó khăn, người đã rời bỏ chúng ta trong lúc khó khăn và người đã đẩy ta vào tình thế khó khăn. 11. Khi tách cà phê đắng đá cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào, chỉ là do ta chưa khuấy lên mà thôi. 12. Nếu bạn không bao giờ theo đuổi điều mình muốn, thì bạn sẽ không bao giờ có được nó cả. 13. Nếu bạn không bao giờ hỏi, thì câu trả lời sẽ luôn là không. 14. Nếu không tiến về phía trước, thì bạn sẽ luôn dậm chân tại chỗ. 15. Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ cay đắng hôm qua. 16. Cái lạnh lùng hôm nay được tạo nên từ sự phản bội hôm qua. 17. Cái vô tình hôm nay được tạo nên từ giọt nước mắt hôm qua. 18. Biết người, biết mặt, nhưng không biết lòng. Đó là một chân lý luôn đúng, đặc biệt là với đời sống hiện đại này. Để theo dõi thêm các video mới trên kênh Dòng chảy cuộc đời, bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.